Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình là Lê Hưng. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với chuyên mục review grooming. Và sản phẩm mình đang chuẩn bị review đó chính là clay pomade đến từ nhà Butterbond Grooming. Có lẽ quý vị và các bạn không biết nhiều về cái thương hiệu Butterbond Grooming này, mà tuy nhiên thì thương hiệu này đã được làm từ năm 2016 và có lẽ là bây giờ mới được mang về đến Việt Nam và đem đến cho các anh em dân chơi pomade sử dụng. Và sản phẩm mình có trên tay là sản phẩm clay pomade và mình đã sử dụng nó khá là nhiều và mình rất là thích cái thương hiệu này. Butterbond Grooming chỉ sử dụng duy nhất một mùi hương cho toàn bộ 3 sản phẩm của họ và cũng chọn họ cũng chỉ có 3 sản phẩm mà thôi. Đó chính là mùi hương bay rum. Nó là một cái mùi hương khá là khó để tiếp cận đối với những cái mũi của Việt Nam. Vì thú thực là một số những cái sản phẩm trước đó nó cũng có một cái mùi bay rum. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là quá là độc đáo. Mặc dù vậy, Butterbond Grooming đã làm cái mùi bay rum cho các sản phẩm của họ thực sự là thuyết phục mình. Nó rất là thơm, nó cay nhẹ, một chút mùi gỗ, ngọt ngọt một chút. Về tổng thể mùi hương rất là lịch lãm và đàn ông, nó rất là đúng với tinh thần Mỹ. Tại vì sao mình nói những cái sản phẩm của Butterbond Grooming nó rất là tốt và làm mình rất là thích, rất là tín nhiệm cái thương hiệu này? Cái lý do đầu tiên chính là về cái packaging của sản phẩm, nó làm rất là đẹp. Như các bạn thấy ở đây thì họ làm theo cái chiều hướng theme là tương đối là cổ điển và nó chỉ làm một chút nhẹ nhẹ cái metallic ở đây thôi. Và cái đặc điểm thứ hai đó chính là cái chất liệu sáp của con Butterbond Grooming này, nó rất là mềm, rất là mịn, nó rất là creamy, đánh vào tay không bị sạn. Và chính cái đặc điểm này của những con clay pomade của Butterbond Grooming nó khá là hiếm ở trên thị trường. Anh em có thể thấy được một số những con matte clay hay là clay pomade sẽ có những con rất là cứng, nhưng cũng có những con sẽ rất là mềm. Và cái con clay pomade của Butterbond Grooming thì nó sẽ nằm ở giữa. Ngược lại thì nếu mà một sản phẩm nó bị mềm quá thì nó sẽ làm giảm cái hold đi. Và những con mà nó cứng quá thì thường thường sẽ rất là rít. Butterbond thì họ làm ở giữa, nó sẽ vừa phải, vừa đủ và hiệu quả. Và đây là chất sáp ở bên trong sản phẩm. Mình sẽ tiến hành sử dụng luôn. Chất sáp rất là mềm mịn và creamy. Breakdown trên tay. Rất là dễ đánh tan, không để lại cặn, ngón cục, tan đều trên đây luôn. Mình sẽ tiến hành apply lên trên tóc luôn. Mình sẽ apply lên trên nền tóc ẩm. Mình cũng xin nói thêm là sản phẩm này có thể sử dụng máy sấy để tạo kiểu trước. Sản phẩm cho ra một cái trải nghiệm rất là tốt. Khi mà apply lên trên tóc ẩm thì nó sẽ không rít và đồng thời nó sẽ cho một cái áp lực nhẹ đủ để biết là sản phẩm này nó là firm hold. Mình đã apply xong lên trên tóc và mình sẽ quay lại cùng với các bạn trong ít phút nữa
sau khi mà mình breach. Và đây là tóc của mình sau khi sấy và tạo kiểu cùng với khoảng một scoop clay pomade đến từ nhà Butterborn Grooming. Và như mọi người có thể thấy là sản phẩm cho ra một kết dính rất là tốt, tương đối là nhám tóc, đã có form và có thể có tay nhẹ một chút xíu. Mình sẽ cho các bạn thấy gần hơn một chút. Và đây là kết quả sau khi sấy tạo kiểu cùng với clay pomade đến từ nhà Butterborn Grooming. Sản phẩm cho ra hiệu ứng khô ráo, có độ dính, có độ nhám tóc, ép sai rất là tốt, sấy không bị đổ dầu, slick rất là tốt. Cái mức độ waxiness của con này nó sẽ ở mức khá. Nếu mà xét theo phương diện đây là một con clay pomade thì nó sẽ thuộc cái nhóm waxy. Và mình sẽ tiến hành sử dụng thêm khoảng một scoop rưỡi nữa để tạo kiểu cổ điển. Ở scoop thứ hai, sản phẩm cho ra một cái độ rít nhẹ nhẹ. Và thể hiện rõ đây là một con phơm hô. Độ bóng thì có lẽ rơi quanh quanh khoảng tầm low shine. Mùi hương rất là tỏa, mình rất là thích cái mùi bay rum của nhà Butterborn Grooming này. Nó là, có thể nói đây là cái mùi bay rum thơm nhất mà mình từng được ngửi. Và Butterborn Grooming làm mùi bay rum này cực kỳ tốt. Mùi tỏa ấm áp, không bị nồng nặc quá. Vì thường những cái sản phẩm có mùi rượu thì nó sẽ rất là hắc và nồng. Nhưng với clay pomade đến từ nhà Butterborn thì nó sẽ ở mức vừa phải, dễ chịu, nhẹ nhàng, cây nhẹ nhẹ, lịch lãm và đàn ông. Có lẽ là khi mà mình tả qua video clip thì nó sẽ không lột tả hết được cái trải nghiệm của mình về mùi hương. Nhưng mình dám chắc rằng nếu mà bạn cầm cái hũ Butterborn ở trên tay thì chắc chắn là bạn sẽ bị thuyết phục bởi cái mùi hương bay rum của cái nhà này. Rất là thơm. Và cái xu hướng làm đồ của Mỹ, họ vẫn sẽ làm những cái mùi mà nó sẽ rất là tự nhiên như thế này, rất là thân quen, rất là thân thuộc. Bạn là một người thích uống rượu chẳng hạn, bạn sẽ ngửi ngay đây là cái mùi này là mùi rượu mà tôi hay uống. Mình trải và tạo kiểu lại thì nó không bị mắc lược. Nó sẽ có cái độ nhám. Nên form cũng khá là khô ráo. Nó cho một cái độ phồng khá là tốt. Sleekness ở hai bên side, với mình là người có profile tóc dày thì nó sẽ ở mức khá. Nhưng mà mình nghĩ với những bạn tóc mỏng hơn mình thì sản phẩm này nó sẽ có cái sleekness nó sẽ khá hơn nhiều. Nhưng mà nếu mà mình muốn làm cho hai bên side mình ép chặt vào thì cũng được thôi. Nhưng mà nó sẽ làm cho cái sản phẩm nó sẽ tương đối là bết vào tóc. Và nó sẽ hơi cục quá. Nó sẽ hơi khó chịu. Và đây là tóc của mình sau khi sử dụng thêm khoảng một scoop để finish. Thì như các bạn có thể thấy là sản phẩm cho ra một cái texture khá là mảnh, khá là đanh. Độ dính nó sẽ ở mức khá.
Snakeness nó cũng sẽ ở mức khá. Độ nhám tóc có. Volume có. Nó sẽ hơi rít nhẹ một chút xíu. Và cái điểm mà mình rất là thích từ cái nhà Butterball này đó chính là cái chất lượng sáp. Khi mà apply trên tóc nó rất là sướng, rất là mịn. Nó làm cho người sử dụng cảm thấy thoải mái. Và cái mùi hương bay rum này nó cũng làm cho mình như là bắt đầu một ngày làm việc nó cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vì cái mùi hương bay rum thực sự nó rất là thoải mái. Upside rất là tốt luôn. Restyle cũng dễ. Về tổng kết thì đây, con clay pomade của nhà Butterball Grooming này sẽ là một trong những cái sản phẩm clay và clay pomade mà mình rất là thích và mình sẽ sử dụng nó hàng ngày. Với những cái tính chất mà gần như không thể tìm thấy ở những con clay pomade khác thì Butterball Grooming đã làm rất tốt cái nhiệm vụ của họ khi mà họ sản xuất ra được một con clay pomade. Nó hội tụ đầy đủ những yếu tố mà đa số những người sử dụng, kể cả là mới sử dụng hay là sử dụng lâu năm rồi, đều cần. Bạn sẽ có gì? Một con clay pomade với độ nhám, độ dính có, hâu có, chất sáp mềm mịn, mùi hương dễ sử dụng, nam tính và đàn ông. Ngoài ra thì dễ gội rửa. Thì những năm cái yếu tố này nó đã quyết định là cái con Butterball Grooming này phải có ở trong tủ đồ của bạn rồi. Quyền quyết thì là của bạn thôi. Nhưng mà tuy nhiên với mình thì con này nó là một trong những con pomade tốt nhất mà mình từng dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình. Hy vọng những thông tin mình chia sẻ sẽ giúp ích được cho bạn khi mà bạn chọn mua một sản phẩm pomade nào đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.